này. Nơi đi bà gấp nhanh nhanh nhanh. Bà gấp đi tắm. Rồi đi đi. Đó tới rồi kìa. Đi đi đi. Chạy đi chạy đi. Trời làm mình cũng thiệt. Mừng cái hồ đó. Mừng. Lấy cho khu chơi cái hồ lâu quá. Đông lắm luôn. Chưa có vào hồ bơi đâu mà. Đi vào trong kia. Đi bên này nè, nước bên này nè. Bên này chùa gì mà. Bịt lấy mẹ đi. Con nắm tay bà đi. Nắm tay bà đi, không có lạc. Lì lắm. Đông lắm mọi người ơi. Đó mình kiếm chỗ mình ngồi một tí. Đấy mình đi lên chỗ thì nó mát. Đi qua bên này đi má, nhiều chỗ nè. Qua bên này nè. Nhà Mai đâu rồi? À, đi đi con đi đi. Đông lắm. Này ban đêm thì đẹp nhỉ. Đèn. Cái này là một cái điện không ngại hết. Cũng gặp tiền điện không. Ừ. Ờ biển đấy, ừ đúng rồi. Đâu phải cái này, đâu phải biển đâu. Bãi biển nó khác mà đúng không? Này cái hồ mà. Ủa mày cho ra sông mà. Chạy sông cho ra sông, tắm sông này rồi mà. Về quê có sông có suối. Quê mình có sông á. Sông với suối cá đó. Tập bơi cho về bơi. Nhanh lên, đi biển là đi thẳng xuống. Biển trong đây nè. Vào đây chơi cho mát nè. Biển đó. Khu trò chơi nè, khu trò chơi đó. Đúng rồi, mà đi chơi chú đi tắm biển sao? Tắm biển thuốc chứ đó. À đi chơi nè, đi vô đi chơi đi con. Đi chơi đã rồi lên tắm biển xong. Ủa đi vô đây phải vé gì vậy? Đi góp từ thiện. Đi vô đây nè con. Nè, đẹp lắm nè, vô đây mát hẳn nha. Đi đái đi vô đi đái cái tao mất đái đó mà tao lại đi đái.
Ủa mẹ này cha trong khi kìa. Ngồi đây cho rồi chứ đi đâu nữa. Ngồi lại đây đi. Ở đây người ta ngồi được mà. Má đi đi. Ngồi cho nó gần nữa nó hồi gì. Con ơi. Đây này tôi dẫn bà tôi với bà đi nè. Ăn đi đứa nào ăn đi. Mệt quá trời mệt. Cái này đi đây. Đái đi. Con ơi. Alo xương tóc hả? Này. Nghịch quá trời nghịch rồi. Có ai chơi tàu lượn xuống tóc đâu mà chơi? Ở đây khu nào ta? Mình đi vô cái đường trong kia kìa. Không có cái gì mà lấy ha. Con ơi.